Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Người ta sinh trưởng bởi gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu quê mẹ thuyền vương thọ vương anh hôm nay nhân tiết ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn trăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao trăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sống điều quý sao trăm mưa khe ngàn suối dồn vào một sông ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiên xưa ngọt mà không khóc cơ đồ vững sao nhớ câu âm thủy hiên xưa ngọt nhì mà không gốc cơ đồ vững sao nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sợi cho cành nở hoa đức giáng gọi sơn ni hà cầm tu đức giáng thần vũ trụ bao la mức tiền sáng rọi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ
công trai tài. Rọi lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tặng. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Nhớ ơn na bành tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây có cành. Tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Trăm năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai. Chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân. Hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền giang tân. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trầm hoàn cơ mộ tu ương u buồn hiểu cách dương quan tâu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng. Dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo tường hoa đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc rằng về miền dương gian. Tòa sen chỉ xin chắc giang về miền dương gian.
cháu thăm nhi làng xóm cũ, thăm phố phường dòng nghề họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ, khi đã mừng vui. Giấc mộng chiêm mi biết người hiền hiện, viết thư nhang khấn nguyện, tại sao có công ở tại lòng ta, công nghi mà cũng nghi có, ấy là phép thân. Dục nghỉ bao lần tụ tán nước bề đông nghi, với cạn ai hay có thì có tự mày mày, không ngờ thì là thế gian này cũng không. Tiền dòng cũng hết thác đi rồi, con biết chi đâu muốn đi sang, ta phải bắt cầu muốn ăn như quả ngọt, bao nhau vun trồng. Quả ngọt bao nhau vun trồng, nay hóa Phật kỳ công ơn đức, tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dài bày mấy khúc ca văn, vui xin tiên tổ lai lâm độ trì, con dãi bày mấy khúc ca văn, vui xin tiên tổ lai lâm độ trì. Vun trồng công nghi đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu, âm quỷ hiền xưa ngọt nghi mà không nghi gốc, cơ đồ vững sao. Mà không gốc cơ đồ vững sao, nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành.